Phạm Quỳnh Anh xuất hiện với bụng bầu lớn, xác nhận mang thai lần 3. Thời gian gần đây liên tục xuất hiện nghi vấn Phạm Quỳnh Anh mang thai lần 3 với bạn trai kém tuổi. Việc nữ ca sĩ chỉ khoe ảnh chụp từ đằng sau, thân hình có phần thay đổi cân nặng càng khiến xôn xao này không dừng lại. Mới đây, người trong cuộc đã xuất hiện tại đêm nhạc ở Đà Lạt và chính thức xác nhận về tin vui. Theo đó, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi có đêm nhạc ở thành phố Sương Mù. Từ sớm, vợ ông Cao Thắng đã úp mở rằng tối nay sẽ hạnh phúc mới với người chị thân thiết. Khán giả cũng rất mong chờ xem hạnh phúc mà hai mỹ nhân này muốn nhắc đến là gì. Không để mọi người chờ lâu, bà mẹ hai con đã có lời chia sẻ chính thức đến người hâm mộ. Cô xác nhận việc mình lên chức phụ huynh lần thứ 3. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên và Phạm Quỳnh Anh rất hạnh phúc với lộc trời cho. Cô đã giữ kín tin vui này một thời gian dài và đến nay chủ động thông báo với những khán giả đã theo dõi mình bấy lâu nay. Dù bày tỏ về tin vui nhưng nữ ca sĩ không đề cập nhiều đến người đàn ông hiện đang bên cạnh mình. Trước đây có nhiều nguồn tin cho biết đối phương không hoạt động trong showbiz Việt mà là doanh nhân tên ca nhỏ tuổi hơn Phạm Quỳnh Anh. Anh yêu thương gia đình nữ ca sĩ, đặc biệt là hai bé gái. Điều này giúp cho nữ ca sĩ mở lòng để đón nhận tình cảm thêm lần nữa. Trước đây giữa xôn xao được cầu hôn, Phạm Quỳnh Anh chỉ bày tỏ úp mở về vấn đề riêng tư của gia đình. Những ngày qua xin cảm ơn mọi người thật nhiều đã dành sự quan tâm đến Quỳnh Anh. Vì sao mà Quỳnh Anh muốn đặt chuyện này ở phía sau? Vì thật ra từ trước đến nay Quỳnh Anh chưa bao giờ muốn những câu chuyện liên quan đến tình cảm của mình lại khiến khán giả bận tâm. Quỳnh Anh hiểu đi đôi với sự yêu thương là sự quan tâm, nhưng nếu quá rình rang thì lại trở thành một điều phiền phức đến mọi người. Trong khi chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề diễn ra hàng ngày, vẫn còn chiến đấu với số ca nhiễm Covid ngày một tăng cao và đây chỉ là một niềm vui bất ngờ nho nhỏ của Quỳnh Anh nên xin cả nhà cho Quỳnh Anh giữ lại điều này như là chuyện riêng của cá nhân mình. Cô xác nhận mình có niềm vui nho nhỏ nhưng thời điểm đó vẫn chưa bày tỏ nhiều. Sau tan vỡ hôn nhân, nữ ca sĩ cũng có bến đỗ hạnh phúc. Hiện tại nhiều lời chúc từ bạn bè, khán giả gửi đến cô và mong Phạm Quỳnh Anh mang thai lần 3 có nhiều sức khỏe, vượt cạn thành công.